quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Tức Sau Việc. Và ngay sau đây là bản tin những hình ảnh ít ai biết về gia đình Nhã Phương và Trường Giang, mời các bạn cùng theo dõi. Cả Trường Giang và Nhã Phương đều rất hiếm khi chia sẻ về những người thân trong gia đình. Trường Giang được sinh ra ở Đồng Nai, là con kế út trong một gia đình nghèo khó có 6 anh chị em, 4 trai 2 gái. Tuổi thơ của anh trải qua nhiều khó khăn và cơ cực. Tuy nhiên, đó cũng là động lực để anh cố gắng và có thành công như ngày hôm nay. Dù khá nổi tiếng và được nhiều người biết đến, nhưng nam danh hài vẫn rất kín đáo trong chuyện riêng tư, đặc biệt là chuyện yêu và gia đình. Anh rất ít khi tiết lộ hình ảnh về những thành viên trong gia đình mình. Dưới đây là những bức ảnh hiếm mà phóng viên đã ghi lại được của gia đình anh. Hình ảnh ngôi nhà ở quê của gia đình Trường Giang. Và đây là ba của nam danh hài, ông Võ Đăng Trường. Chị gái của Trường Giang, Võ Thị Hoàng Yến. Trường Giang bên các em và dì, anh Quang Vũ mặc áo cam, đứng thứ hai từ trái qua. Dù sinh năm 1990, nhưng sự nghiệp của Nhã Phương đã gặt hái được khá nhiều thành công. Cô được mọi người biết đến qua hàng loạt bộ phim như Những Thiên Thần Áo Trắng, Gia Đình Số Đỏ, Hoa Nắng, Quả Tim Máu và Tuổi Thanh Xuân. Nhã Phương sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk, nhà cô có 5 anh chị em. Dưới cô còn có một em trai và em gái. Ba Nhã Phương là giáo viên, còn mẹ buôn bán nhỏ nội trợ. Gia đình không khá giả, nên từ bé chị em cô luôn ý thức cách sống nề nếp, đùm bọc lẫn nhau. Thời gian gần đây, những hình ảnh của ba chị em gái Nhã Phương được mọi người quan tâm và dành cho rất nhiều lời khen. Cũng giống như Trường Giang, Nhã Phương rất ít khi chia sẻ về chuyện gia đình. Cùng xem lại những hình ảnh về các thành viên trong gia đình cô. Nhã Phương tình cảm bên mẹ. Ba chị em gái xinh như hoa của gia đình Nhã Phương. Em gái Phương Anh của Nhã Phương sở hữu nhiều nét giống chị. Nhã Phương thân thiết bên chị gái. Những lúc rảnh rỗi, cô lại quây quần bên những người thân và tranh thủ đi ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.